Draft Rangnick thích dùng mẫu cầu thủ nào là câu hỏi mà đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là những cầu thủ của Man United cực kỳ quan tâm. Nghe vô lý nhưng mọi người sẽ có câu trả lời rõ ràng hơn trong một trận đấu có thể nói là vô thưởng vô phạt với Young Boys ở lượt cuối của vòng bảng Champions League. Tại sao lại như thế? Ở một trận đấu có sức ép, cụ thể là màn ra mắt trước Crystal Palace, Rangnick không thể hiện được toàn bộ con người của mình. Luôn có sự rụt rè nhất định đối với mọi tân binh khi tới với một công ty mới, một doanh nghiệp mới. Man United còn là dự án lớn nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp của Rangnick. Vì thế, sự cẩn trọng phải đặt lên hàng đầu. Cẩn trọng ở đây có thể hiểu là tôn trọng di sản của người đi trước. Rangnick dù cá tính cỡ nào cũng không nên đến và thay đổi toàn bộ đội hình mà Ole Gunnar Solskjaer cũng như Michael Carrick đã dày công gây dựng. Mà đúng là chiến lược gia 63 tuổi đã làm như thế, sử dụng phần lớn các cầu thủ thường xuyên đá chính trong triều đại trước. Nếu che đi cái tên huấn luyện viên, có khi người ta còn tưởng Solskjaer hay Carrick vẫn đang nắm đội. Bởi lẽ trên sân vẫn là hàng tiền vệ quen thuộc với hạt nhân là cặp trung vệ Harry Maguire và Victor Lindelof. Ở tuyến giữa, cặp Maguire tức là McTominay và Fred vẫn được tin tưởng. Còn trên hàng công, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Marcus Rashford hỗ trợ cho Cristiano Ronaldo. Nó chẳng phải là 4-2-3-1 quen thuộc của Solskjaer đó sao? Nhưng không, binh cũ nhưng rượu lại hoàn toàn mới. Và mới từ sơ đồ đội hình đến hệ thống vận hành. Nhưng thôi, đấy là chuyện mà chúng ta sẽ bàn sau. Quay lại với vấn đề chính là Ralf Rangnick vẫn có sự cả nể nhất định. Nó còn thể hiện ở những phát biểu của ông. 5 năm trước, Rangnick từng chê Ronaldo quá già và không phù hợp với những đội bóng của ông. Nhưng khi thực sự làm thầy của chủ nhân 5 quả bóng vàng thế giới, huấn luyện viên người Đức lại nói: "Chúng tôi luôn muốn chơi chủ động, chúng tôi luôn chơi được như vậy, ngoại trừ 5 phút cuối trận. Ngoài ra thì chúng tôi luôn ngăn cản đối thủ tiếp cận cầu môn. Chúng tôi muốn sử dụng 2 tiền đạo, đặc biệt là ở vị trí trung tâm. Nhân tiện thì nhìn nỗ lực di chuyển không bóng của Ronaldo, tôi xin ngã mũ thán phục." Ở đây không hề có ý nói là Rangnick là kẻ hai mặt hay lươn lẹo. Thực tế, ông chỉ đang làm những việc rất hợp logic của một người mới đến. Thay đổi được phong cách tiếp cận trận đấu ngay trong trận ra mắt của mình đã là một thành công vượt bậc với Rangnick rồi. Những thay đổi cụ thể hơn về thái độ thi đấu, chiến thuật và đặc biệt là con người sẽ cần có thời gian. Hoặc những trận cầu mang tính chất thủ tục thì với Young Boys tới đây. Khi 90 phút sắp tới tại Old Trafford không còn nặng nề áp lực thành tích, thì Rangnick sẽ thích thử nghiệm hay tô vẽ như thế nào là quyền của ông. Khi đó, câu hỏi mà chúng ta đặt ra lúc đầu, Rangnick thích dùng mẫu cầu thủ nào sẽ được trả lời một cách trọn vẹn. Thực tế thì ngay trận đấu với Crystal Palace đã có manh nha tư tưởng của vị huấn luyện viên 63 tuổi. Rangnick thực sự thích những cầu thủ tốc độ, linh hoạt, có khả năng di chuyển không bóng tốt. Thế nên Diogo Dalot mới thay thế cho một Aaron Wan-Bissaka lù đù bên cánh phải. Mặc dù Nemanja Matic đã khởi động thì ba sự thay đổi của Rangnick vẫn đều đi theo đường ray đó. Lần lượt là Greenwood, Elanga và Van de Beek. Rangnick đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng ông muốn mang tới sự cân bằng cho Man United, nhưng không thích đội bóng của mình chơi chậm. Trái lại, Man United không thể là điện thoại bàn, Man United phải là điện thoại di động. Man United không thể là chiếc xe lu, mà phải là một racing boy đam mê tiếng rít của gió. Man United không thể đứng yên, mà phải động đậy liên tục suốt 90 phút trong cả trận đấu. Với ý chí của người đứng đầu như vậy, nếu một cầu thủ đẳng cấp cỡ Ronaldo cũng phải thay đổi và chạy pressing liên tục. Thế nên ở trường gặp Young Boys sắp tới, sẽ lại là một hội thi điền kinh tại Old Trafford mà thôi. Ronaldo nên nghỉ ngơi, nhưng nhiều khả năng anh sẽ không muốn thế. Một cầu thủ đam mê kỷ lục như CR7 sẽ không bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn để phá lưới một đối thủ yếu. Nhưng trong trường hợp thuyết phục được Ronaldo, Rangnick sẽ ưu tiên cho những tiền đạo trẻ trung như Elanga và Greenwood. Anthony Martial đang chấn thương, Rashford thì đã đến lúc xoay vòng. Dùng Elanga và Greenwood còn là cách để Rangnick trình bày xem di chuyển thế nào mới là đúng. Cả hai cầu thủ cộng vào mới được 39 tuổi này chẳng khác nào những tờ giấy trắng về tư duy, và họ sẽ đại diện rõ nhất cho ý đồ của ông thầy người Đức. Hàng tiền đạo là tuyến đầu pressing nên rất quan trọng, nhưng mấu chốt trong lối chơi vẫn nằm ở hai cầu thủ đứng sau. Với hệ thống 4-2-2-2, lần đầu tiên Man United có sơ đồ kết hợp được cả hai số 10 như Bruno và Van der Beek. Trong những chia sẻ trước đây, Rangnick gọi hai vị trí chơi phía sau hai tiền đạo của mình là những người ở vùng đỏ. Họ không hoàn toàn bám biên dù có xu hướng di chuyển ra biên để nhận bóng, cũng không hẳn là những hậu công chuyên loanh quanh ở trước vòng cấm. Một dạng cầu thủ hỗn hợp như vậy cần một tư duy rất sáng về không gian và đương nhiên là không thiếu thể lực để chạy liên tục. Ở trận trước thì Sancho và Bruno đã làm khá tốt. Bây giờ câu hỏi sẽ đến với những cầu thủ thường xuyên dự bị như Van de Beek. Tiền vệ người Hà Lan nổi tiếng rất đa năng từ còn thi đấu cho Ajax. Những người thân thiết thì cho rằng Van de Beek phù hợp với vị trí tham gia tấn công nhiều hơn một tiền vệ trung tâm bình thường, mà vị trí đó ở Man United đã do Bruno làm chủ. Vì thế cầu thủ 24 tuổi không phát huy được năng lực của mình suốt 2 năm qua. Nhưng giờ đây, Van de Beek chắc chắn được Rangnick trao cơ hội. Ông đã dùng anh ngay ở trận ra mắt của mình, và dù chỉ là vào sân từ băng ghế dự bị thì cũng là một sự ghi nhận không nhỏ rồi.
được cung cấp không gian rộng để chơi bóng. Van der Beek phải chứng minh được mình có đủ kỷ luật chiến thuật để giữ cự ly đội hình, qua đó đáp ứng được yêu cầu của Rangnick. Đây không phải là những đòi hỏi quá mới đối với Van der Beek, người đã chơi dưới trướng của Erik ten Hag, nên kỳ vọng đặt vào anh sẽ thực sự rất nhiều. Ngoài Van der Beek thì một cầu thủ khác hứa hẹn cũng sẽ hồi sinh dưới tay của Rangnick là Jesse Lingard. Nếu Lingard không chấn thương thì khả năng anh thi đấu, thậm chí là đá chính trước Young Boys là không nhỏ. Nói về độ linh hoạt thì khả năng di chuyển liên tục và tầm nhìn của những đường truyền chọc khe, Lingard không hề thua kém bất cứ hậu công nào nước Anh. Cầu thủ 28 tuổi đã thể hiện được năng lực của mình trong màu áo của West Ham mùa trước. Điều đó chứng tỏ anh cách không xa phong độ đỉnh cao của mình và chỉ cần một hệ thống hợp lý để phát huy. Xuống dưới hàng hậu vệ, các cầu thủ Man United vừa có 90 phút được trải nghiệm tư cách của một đội bóng lớn thực sự. Cũng với những con người đó, nhưng họ đã dám dâng hàng thủ tới sát tận vạch giữa sân. Chuyện Harry Maguire và Victor Lindelof bước sang phần sân của đối thủ để tham gia chuyền bóng xảy ra thường xuyên, và họ cũng không còn quá sợ những pha phản công chớp nhoáng nữa khi mà Rangnick đã cài cắm đủ những cơ quan chuyên trách sẵn sàng phản công, giành lại bóng trong vài giây, nếu không sẽ chủ động phạm lỗi. Một đội hình cần nhiều não như vậy sẽ rất phù hợp với Raphael Varane. Vị trí đá cặp với trung vệ người Pháp sẽ là cuộc cạnh tranh của ba người: Maguire, Lindelof và Eric Bailly. Dù đang giữ băng đội trưởng, nhưng vị trí của Harry Maguire lại bị đe dọa nhất bởi tốc độ của tuyển thủ người Anh kém nhất trong số ba người. Với một hàng thủ dâng cao, việc các trung vệ sở hữu tốc độ để nhanh chóng khỏa lấp các không gian trống cũng như đuổi bắt tiền đạo của đối phương là điều tiên quyết. Eric Bailly vì thế sẽ có đất dụng võ chứ không bị đối xử không công bằng như trước. Nhìn chung thì Rangnick vẫn đang trong thời gian sàng lọc đội hình. Ông có đủ giác quan để kiểm nghiệm cầu thủ bằng thực tế thay vì thông qua những ghi chép của người khác. Rangnick có biệt tài là phát hiện năng lực ẩn của các học trò, nên càng không muốn lãng phí bất cứ nhân tài nào ở Old Trafford. Dù được hứa hẹn là một kỳ chuyển nhượng mùa đông tấp nập, Rangnick cũng không muốn vội vàng bổ sung thêm nhân sự mới vào một tập thể vốn chưa được phân loại. Solskjaer đã thất bại dù tiêu tốn của Man United gần 500 triệu bảng Anh. Việc của Rangnick là phải làm khác đi.